Muối ớt hạt dổi đi các bác ơi. Đây mới có muối ớt thôi, còn bây giờ mới có thêm cái này Hạt dổi mới này. này. Đấy. Thằng Hạt này là dổi anh ok em chưa? cho rất nhiều nhá. Để đổ hết luôn vậy. Cho nó thơm quá à. Muối Mình ớt. dùng hạt dổi đó các bạn nhá, không có mắc khén. Như các bác ấy xem nhiều thì các bác thấy rất là lạ lẫm với cả cái món chẩm chéo, hay nó hay có bên trong là có cả mắc khén nữa nhé. Nhưng mà thực sự này cái hạt dổi thì dễ ăn hơn mắc khén. Mắc khén thì phải nói thật là nó sẽ có giá thành rẻ hơn, nhưng mà nó lại có một cái mùi nó hơi kiểu hơi nặng, mùi hăng hắc các bác. Sẵn Đúng mình thì rồi. ăn mình thấy ăn không sẵn Thì bác nào mà ăn được mắc khén thì mua chẩm chéo, còn bác nào mà thích nguyên cái mùi thơm của hạt dổi thì hãy liên hệ đến số điện thoại bên góc màn hình của anh em cơm quê nhá. đây để đóng lọ này luôn các bạn nhá. Đây là lọ to nhá. Mẹ ảnh nghĩa kỳ to, nói chung là sẽ hơn lọ chẩm chéo đấy, là bằng cái lọ chẩm chéo Sapa này. Nói chung là các bác mà mua về thì cái muối ớt hạt dổi này của anh em mình, các bác mà sử dụng cho gia đình chấm thường ngày thì mình nghĩ là khoảng đôi tháng Lâu quá. thì mới hết được. Các bác bỏ ra gọi là một chút thôi mà sử dụng trong vòng 2 tháng trời chấm, mà mình không cần phải mất thời gian pha này, phải cắt ớt rồi pha các thứ nữa. Đó. Mà đây là sẽ rất là thơm, chấm thịt gà thì tuyệt vời luôn. Tiện thôi. Okay. Có những cái sản phẩm gọi là một chút sản phẩm từ tay anh em mình tự làm thì giới thiệu đến cho các bác nhé. Các bác ủng hộ thì đừng quên liên hệ đến số điện thoại bên góc màn hình nhá. Những sản phẩm của anh em mình thì anh em mình phải tự làm thì anh em mình mới gửi đến các bạn, còn nếu mà không nhập ở ngoài mình cũng chả dám gửi đâu các bạn. Không yên tâm một chút nào nhé. Thế nên là số lượng không phải lúc nào cũng có nhiều hay liên tục, mà nó các bác đặt thì anh em mình bắt đầu làm. Vừa đảo xong mẻ muối anh em mình lại quay trở lên đây để dọn dẹp tí đây các bạn ơi. Chào mọi người nhá. Chào bạn đó. Chào to to lên nào ông Hùng kia. Chào mọi người nhá. Hôm nay thì trời nắng lắm rồi các bạn ạ. Đây đang có tí nước giếng khoan mát cực. Chỉ có nghĩ đến là mấy hôm nữa anh em mình làm được cái bể bơi, bơi là sướng. Cái bô luôn. Làm quả bể bơi có bạt nhỉ. Đây ngô. Ngô của anh em mình lên được tầm này rồi các bạn ơi. Chung là phải dặm lại rồi đấy. Lần trước thì gà lên ăn hơi nhiều. Chung là hơi khô hạn tí, anh em phải tưới đều đều này. Đấy, vừa ấy vừa tưới. Chứ không là khả năng là chặt cho trâu nhiều hơn. À hôm nay thì mình có đặt được một ít mồi các bạn ạ. Bén luôn nhá mọi người nhá. Đặt nhá. Muốn mua nhiều thì cũng khó cơ vì nó không có nhiều. Mình chỉ đặt được tầm đúng như hôm nay đạt được thôi. Vì đạt hơi chậm nên mọi người cũng mua mất rồi. Đây cho các bạn xem nhá. Đây là cuốc đồng cuốc nước nha mọi người nhá. Đấy. Cuốc lủi đấy. Cuốc lủi đấy. Lủi nhanh lắm. Rất ngon luôn mọi người ạ. Anh em mình đặt tươi luôn, họ cũng vừa thịt cho hộ mình luôn. Thì mình bảo thôi thịt hộ luôn cho. Này là mùa người ta đi bẫy này, anh em mình mua lại cho mọi người nhá. Nó rất là béo mùa này. Rất là béo này. Mùa này béo ghê cơ. Chuẩn bị mua sang hè là cuốc rất là béo. Con này mình đặt được đúng 5 con rồi. Còn nếu mà đặt được hơn thì mình đã đặt rồi. Không có hay chứ. Không có thì mình đau như vậy. Trước ở chỗ mình cũng nhiều lắm nhưng mà bây giờ cũng hiếm này. Thỉnh thoảng mới thấy một vài con vì mọi người cũng đi bẫy nhiều. Ok, hôm nay sẽ làm món chim cuốc nhá. Ok, làm như nào thì mọi người cứ theo dõi kỹ video nhá. Giờ nhà mình sẽ sơ chế rửa thật sạch xong là chuẩn bị sơ chế làm món luôn. Wow, con này như kiểu con chim cút to ấy nhỉ. Bên này béo thật, nhìn nó căng rồi. Mập mạp, lực lưỡng. Anh em mình sẽ làm cái món lẩu chim cuốc mọi người nhá. Đấy, nói chung là cái phần chim cuốc này cực kỳ là giòn, ngon. Đấy, béo như vậy nhỉ? Này luôn. Da có phải dai đấy anh nhỉ? Da, da chim. Chứ còn mùa này thì không có thể có chim non được. Mùa này chỉ có chim già đấy chứ không có chim non mọi người nhé. Đấy, thịt nữa chưa, ngon chưa. Chặt một con chặt làm tư đi anh nhỉ. Đấy, như này. Đấy, cho nó dễ. Cánh thì anh em vẫn cắt riêng rồi.
Đó, để như này nhá. Không, mình nhìn thấy cái kiểu mùa này da, kiểu da rẻ nó căng tràn sức sống này, nhìn có vẻ béo múp đấy, múp luôn này. Này, phần ức này bỏ á, cái này đi bỏ vào thịt cái chân. Anh tưởng bỏ thịt ức có phải chiên giòn đâu, chiên giòn ăn là được rồi. Wow, cái chất lượng nha, nhìn quả thịt này đã mà. Này thì cứ phải gọi là ngọt phải biết nha. Cứ cầm cả quả đùi này. Đây, phần ức này. Khả năng là sẽ dai đấy, anh em mình phải ninh lâu lâu một chút mọi người ạ. Ok. Được lắm. Hôm nay mình sẽ sử dụng nguyên liệu phụ sả nhá, tỏi này, hành khô, ớt này, mình có thêm một chút gói thuốc bắc, tần thuốc bắc, thêm một trái dừa nữa mọi người nhá. Đấy, mình sẽ sử dụng nước cốt dừa để làm nước dùng nữa đấy. Này bây giờ mình sẽ thái nhỏ hết những nguyên liệu phụ này để mình bắt đầu đi nấu nước dùng. Bây giờ anh em mình sẽ chế biến cái quả nước dùng đấy nhá. Nước dùng chim cuốc. Anh em mình rang cái phần thuốc bắc trước nhá. Cho nó thơm. Nhưng mà thơm rồi đấy. Sau này anh nghĩ là sau mình sẽ phi những cái phần nguyên liệu phụ anh em mình đã thái nhỏ đấy. Cho đồ ăn vào phi nhé mà nhá. Ok. Cho hành, sả, tỏi, ớt vào các bạn ạ. Thì thơm đây đã. Dạ, thật là thơm. Mắm. Ô, anh em mình cho chim vào chảo để đảo cho mọi người nhá. Đó, đảo vô đây. Dừa vào các bạn nha. Đấy. Thì nó cứ đun sôi một lúc đi, anh em sẽ cho thêm nước trắng vào. Thịt con này dai mình nên đun lâu hay là thích ăn kiểu dai dai? Anh em mình cứ đun nó vừa tầm. Đun tí mình nếm thử. Đấy, anh phải nếm thử cái đùi trước mọi người nhá. Ok. Hợp lý đấy. Rồi, cho thêm nước nhé. Sôi rồi thì mình sẽ cho thêm nước, chút nước để đi. Đủ dùng nước lọc luôn. Em cứ cho thêm đấy đấy tầm đấy cho anh em mình đun nó cạn xuống một tí là được các bạn ạ. Đảo lên cho nó đỡ dính nồi. Đấy. Sôi anh em mình cho thêm ít hành nữa là anh em có một nồi nước dùng thịt chim cuốc cực kỳ thơm ngon. Rồi đun một lúc sôi lên là sẽ nổi bọt này. Chu cái gia vị này cho đi luôn. Cái bọt này nó cũng là cái tiết của con chim ấy. Các thứ nó ra thôi thì mình vớt đi cho nó đẹp cái nước. Rồi mình sẽ cho thêm củi dừa nhá mọi người nhá. Đấy, cho thêm củi dừa thì ăn cùng thịt chim này cho đỡ ngấy ngán. Ăn rất là ngậy luôn ạ. Ngon đấy, ngọt đấy các bạn ơi. Phần cuốc này anh em mình cho ít gia vị đấy nha mọi người nhá, cho thêm một chút muối cho nó vừa này, mì chính này, mì chính anh em cũng cho ít thôi, thêm một chút đường. Đấy. Vậy thôi. Ok. Tiếp tục đun nhá. Tiếp tục đun lên. Bây giờ mình sẽ thử nhá. Tắt máy đi để mình thử nào. Thử luôn một con, thử trước một con đi. Không, nhưng mà mình thử cái cùi dừa trước được mọi người. Chưa được đâu, em nghĩ là nó vẫn chưa ổn lắm.
Ngoại đét. Rồi, múc ra các bạn ơi. Múc ra đây anh em mình hành lá đây cho luôn ở dưới nồi luôn. Đẩy luôn. Đẩy nồi, đẩy nồi. Ít. Đấy. Đẩy nồi luôn các bạn nhé. Sôi rồi đấy các bạn ơi, thơm rồi đấy. Anh em tôi. Ủa, lại có hơi tí bọt này. Vớt đi em. Cứ vớt đi cho nó đẹp. Thực ra thì cái đấy cũng chả ảnh hưởng gì đâu. Chìm đấy các bạn ạ. Đây này. Trùng hợp một điều là có 5 con chim đúng không? Đấy. Mỗi người một con. Mỗi con là một con là 4 khúc, 2 cánh. Đi nằm ở trước cho. Mà ngồi đây cũng đúng 5 thanh niên. Dỡ. Bắt đầu chấm đi anh Sàn đi. Mỗi người thêm con nữa. Cho người 2 con các bạn. Rồi. Gắp gắp cho nó nguội. Đấy, gắp ra luôn đi. Gắp ra đi. Đâu, mình cũng gắp phần của mình. Gắp đi, anh em gắp đi, gắp mỗi người cái đùi đấy trước đã. Cậu Hùng gắp đi Hùng. Rồi, em ơi, đây này, đây. Không phải ngại. Đây này, đây cái đùi này. Đấy, vẫn đang hơi ngại gì các bạn, chưa được tự nhiên hẳn. Nguội đã. Chứ nóng này. Tụt lưỡi đấy. Mấy năm rồi mới được ăn thịt chim cuốc này mọi người ạ. Nóng lắm. Ui. Thôi từ từ đã, từ từ đã. Thành niên này à. Này, dỡ mọi người. Mời anh em nhá, mời mọi người nhá. Ui. 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 Xong rồi. Xin mời bạn nhá. Ui, dài đấy. Ừ, của anh vượt tầm. Ui. Dài thế cả. Không ạ. Cắn bị xịt các bạn. Mọi người nha. Ui à, đấy, kỵ cắn không phải. Cắn rồi. Dùng đi em. Mời mọi người nha. Em phải cắn ở chỗ thịt chứ chỗ đấy có xương cắn làm sao được. Con này nó dài đấy. Chọn chỗ nào nhiều nhất mà cắn. Đúng rồi. Như này, phải cắn như anh này nè. Phát là nhiều thịt nhất này. Đấy. Bẻ ra như này. Ừ, thịt con này chắc đấy. Đấy. Này có vẻ nguyên thịt không? Hỏi ra các bạn. Ui, cái gân của nó kìa. Ui dồi, cái sợi gân. Ui dồi. Ừ. Ngọt. Khá là ok. Xong với đùi rồi. Dai chai mà. Xong đùi anh em mình gắp tiếp ức ra để tí nữa anh em mình đợi nguội. Chuyển tiếp. Đấy. Ức với cánh. Để nguội lắm. Đây các bạn này. Ức này ăn nó mới dễ. Quá dễ luôn nếu mà mình phân ức nhiều thịt. Đây bây giờ anh em mình lấy ra tí tử để nhắm. Nào chúng ta phải làm tí rượu các bạn ạ. Nào anh em ơi. Chúc mừng thắng lợi đi. Chế lên, chế lên. Rót đầy thế. Nửa ngon mà. Nửa một. Thôi uống hết đi. Dạ rót rồi. Ôi. Kỵ nó bảo. Chịu chết. Rượu ảo lắm. Ức như có vẻ ấy nhỉ. Con này thịt chắc. Thịt ngọt ạ. Đang béo. Thôi phí rượu em ơi, ngon rồi thôi. Sao ấy, không ăn được à? Còn cần. Thì ai kìa. Đúng là thời điểm. Chỉ có ăn tay rồi cả, bóp tay rồi. Bóp tay rồi. Gắp thịt đi em. Gắp cái em gì. Gắp đi, gắp miếng ức ra đi. Đấy. Đấy, thịt nó mới nhiều. Để đấy cho nó nguội xong rồi ăn chứ.
ăn miếng nha, anh này bóc hẳn miếng ức ra, nguyên thịt là thịt cho mọi người nhé. Ngọt, sự ngọt. Phần ức này nhai xương được ạ. Nhai xương tí không ngọt. Dài bỏng, nóng, cứ để cho nó nguội ra đi em. Từ ăn, ăn cứ từ từ, ăn gì bổ nấy là cứ phải từ từ. Sắp xuống đến đây rồi. Xong đuổi gắt luôn mọi người nhá. Đấy, mình gắp thêm cả dừa ăn kém cùng. Gắp tiếp đi anh. Gắp thịt ra cho nó nguội. Rồi, cánh giòn. Cái cổ. Cổ này mới giòn này. Từ đợi cổ nguội đã nhá. Nguội làm một đuổi, hai đuổi rồi. Càng càng. Càng ừ, dài đâu kì ạ. Ý. Ai không được gái mà. Hai anh em uống riêng cho em. Uống đi. Mừng lắm. Uống. Anh uống ít. Mình đấu. Lâu lâu anh em mới gặp nhau. Cứ phải rượu các bạn. Không rượu thì bia. Mà rượu xong thì lại đi uống bia. Đấy, phải chơi cổ như mình này. À, ông Tài lấy được cái đầu rồi à? Đầu. Đầu. Cổ xem do mức độ nào. Ừ. Ngon lắm. Ngọt. Ăn đầu ngọt. Đấy, có mỗi mấy anh em làm rộp. Ông Hùng còn đang ngồi xé còn lâu. Đấy quá anh ạ. À. Em ăn nào chưa? Thịt, à đây là thịt gì anh nhỉ? Chim quốc. Chim quốc em chưa. Ừ. Em thì cứ ăn chim, chim gì bé chim câu à? Chim, chim cút. Chim gì? Chim cút ăn chưa? Chim cút thì chị em chịu. Chim cút thì ăn. Chị ăn rồi, ăn đám cưới. Đám cưới, không biết, không nhớ rồi. Quay á. Giờ là không rõ ấy. Không biết chim gì. Là chim gì đó. Chỉ biết là ăn thịt, thịt chim thôi. Thịt chim thôi. Ui, ngồi tí tối rồi các bạn ơi. Mà đâu, bây giờ tầm 6 rưỡi thôi. Thời tiết này nói chung là mùa hè rồi, anh em mình quay muộn muộn tí để cho nó mát mọi người. Buổi trưa nó nắng lắm. Tối mà có kiểu con gì mò ra là anh em mình khéo lại đi bắt tiếp đấy. Được. Lại có video cho các bạn xem, video đi bắt ếch, bắt trạo, bắt rắn đấy. Đợi trời mưa mọi người nha. Đúng rồi. Nắng nắng là tầm 3-5 hôm nữa là anh em mình đi bắt rắn các bạn. Sò đi. Nếu mà có thì sẽ có video. Không thì là không có các bạn. Kiểu gì ngộ ếch nhá. Ok. Đó, hôm nay thì anh em mình làm chút món về con Trung Quốc các bạn nha. Ngon đấy. Không phải gọi là ngọt đẹp. Các bạn xem video thì đừng quên đăng ký kênh, like, chia sẻ để bình luận nha. Mua hàng thì số điện thoại bên góc màn hình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhá. Chào mừng nha. Chào mừng nha.